đang test men H61 MDS2 bản Z4.0. Gắn cạc giờ vô luôn nha. Rồi gắn hai cây jam luôn. Có cổng mạng. Gắn cổng mạng luôn. Rồi, giờ vào đây coi thông số chi tiết cho mình. CPU G1630. Đây, men H61 MDS2 4.0. Rồi, ok, giờ vào mạng. Quên cắm cổng âm thanh, chờ xí nha. Giờ gắn loa vào giờ đó. Giờ vào YouTube nữa, giờ nghe nhạc thôi. Ok nha. Rồi đảm bảo men không có bị lỗi lầm gì hết. Rồi test hoàn thành.